Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo web và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, Hoàng Tuấn xin phép được trả lời thư rất nhanh. Quý vị gửi nhiều khi vì tâm tình dàn trải cho nên nhiều khi những lá thư quý vị gửi hơi dài, chúng tôi xin phép rút ngắn lại. Một người tên là Hoành sống tại Úc Châu có nói cho chúng tôi như thế này về cái chuyện mà ông Nguyễn Tấn Dũng thì nên để cho Nguyễn Tấn Dũng giữ cái chức vụ chống tham nhũng, đừng cho ai thay thế cả. Bởi vì người này quan niệm rằng là những người nào ta ăn no rồi đó, nó không còn chỗ để ăn nữa. Giờ đưa ông này xuống, đưa ông khác lên, ông lại ăn cho no thì khổ dân. Hoặc là những người mà có kinh nghiệm trong ngành này đó, người ta chống nó hiệu quả hơn, phải không ạ? Rồi người thứ hai nói về cái chuyện mà bác Vũ Đức Đam đó, xưng bác tức là phạm thượng, bởi vì Việt Nam chỉ có bác Hồ thôi. Cái thứ hai nữa, người này dở có một điều đó là khi mà tự khen mình á, muốn lăng xê mình lên á, thì phải lấy một cái bút hiệu khác, một cái tên khác, nói gương Bác Hồ, thế thì nó hay hơn. Còn tự khen mình như thế này thì nó không được khiêm tốn nha. Một người viết bằng tiếng Anh, xin lỗi, chúng tôi xin phép được ngắn thôi, xin đọc như thế này là: Last week I went to San Jose to visit my sister-in-law. I did watch đọc báo về show. I like that show. I'm sorry I forget you guy names, the two men. I strongly support what you said in Đọc Báo Vệ Show. You tell the real things which are happening in our Vietnam fairly. I always agree with you regarding the real stories in Vietnam. I hope all people in Vietnam will have the better life. Wishing all of you and your family have a happy new year 2014. You know, dùng là đến thăm San Jose có xem chương trình này và cũng nhưng mà không có nhớ tên của chúng tôi. Và rất là đồng ý với cái chuyện là chúng ta dùng những cái câu chuyện thật ở bên Việt Nam, rồi hy vọng là người Việt Nam sẽ có đời sống tốt đẹp hơn. Rồi một người khác có lá thư khá dài, chúng tôi trích một vài điểm thôi. Người này nói là xã hội chủ nghĩa nó như thế nào ai đã nhìn thấy, nhưng trong môn học kinh tế chính trị và triết học Marx Lenin thì đó là điều không chối cãi, là không có chế độ người bóc lột người. Chế độ cộng sản là như vậy nha. Rồi sức lao động không được coi là hàng hóa. Nhưng xin thưa với hai bác là cứ ra từ Hà Nội bỏ ra vài trăm ngàn mua sức lao động đơn giản và khẳng định đó là mua sức lao động. Không lẽ nhân dân tỉnh lẻ đứng lề đường họ bán tinh thần để lấy tiền à? Nếu mà bán tinh thần lấy tiền thì tôi thành tỷ phú lâu rồi, bởi vì tôi có tinh thần nhiều lắm. Rồi, có người sức lao động không phải là hàng hóa để mà bán lấy tiền không ạ? Nếu các bác tỉnh ý sẽ thấy ngày trước tại các hội nghị thì trên nền phong đỏ lúc nào cũng có ảnh của Lenin, các Marx, Engels. Nhưng mà nay biến mất ba ông tay này rồi. Thì các bác ăn trộm ra. Rồi xã hội chủ nghĩa là mô hình chóp chắc lọc tinh hoa như kiểu giáo dục. Các bác phải thừa nhận nha, tôi giải thích cho các bác rõ là đầu tiên là phe xã hội chủ nghĩa, sau đó một số nước kém quá không đủ sức theo chủ nghĩa xã hội cho nên là phải đi theo tư bản, chỉ còn lại một số nước là chắc lọc tinh hoa thôi, như là Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn và Trung Cộng. Đó, tôi khuyên các bác là nên quay về với cái dạ dày to này đi, hai khúc ruột lưu lạc. Rất nhiều. Một bạn trẻ viết đi từ Hà Nội: em là người dân trẻ, năm nay mới 31 tuổi thôi, em đang sống ở Hà Nội, qua chương trình em cũng hiểu hơn về đất nước. Và tâm sự người bạn trẻ này nói như thế này: người Hà Nội nè, ngoài sự đói nghèo còn có sự đi xuống rất mạnh về đạo đức của con người. Cộng sản làm cho người ta trở nên vô nhân tính. Ở Việt Nam bây giờ không còn tình người như truyền thống của các cụ ngày xưa nữa. Thất nghiệp lừa đảo và làm ăn gian dối xảo trá sẽ còn nhiều đất phát triển ở Việt Nam. Các anh đừng có chê em nói thật, ở Việt Nam bây giờ làm ăn chân chính, làm thật thì không có cửa sống. Thay vào đó là sự lừa đảo chộp giật hoành hành nhiều. Đó là mặt trái của sai lầm do Đảng Cộng sản mang đến. Nước Việt Nam đang có nguy cơ mất hết nguồn lực sáng tạo của chính con người Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam đã đẩy cả dân tộc đi làm cu li rẻ mạt cho thế giới, đồng thời biến nước Việt Nam thành bãi rác của thế giới. Ngày nào người dân Việt Nam còn dưới tay chế độ Cộng sản thì nghèo đói, bất ổn xã hội và lừa đảo còn nhiều. Em mong một ngày được thoát khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam như hai anh. Mong hai anh cho ý kiến. Thì chúng tôi chỉ gửi đến quý vị lá thư của người bạn trẻ, tức là người này cũng mong làm sao mà thoát khỏi chế độ, nghĩa là cái mong trước tiên là thoát khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi hiểu là với tâm tình như thế này, nhưng người trẻ mong muốn rằng đất nước Việt Nam sẽ không còn chế độ Cộng sản nữa. Xin mời Nguyễn Khôi. Vừa trong cái lá thư vừa rồi, bạn trẻ có nói tới cái chuyện mà đạo đức ở Việt Nam nó xuống cấp một cái thê thảm, thì chúng tôi có câu chuyện sau đây xin được chia sẻ với quý vị. Báo Công an.com: nữ sinh kéo đồng bọn vào trường đánh thầy. Nữ sinh đó hả? Dạ vâng. Hai nữ học sinh mới cấp 2 thôi. Cấp 2 tức là từ lớp 6 phải không ạ? Cho đến lớp 9. Lớp 9 dạ vâng. Tức là khoảng trường độ 11, 12 tuổi cho đến 14, 15 tuổi.
Hai nữ học sinh cấp 2 cầm đầu nhóm thanh thiếu niên choai choai vào trường học để xử một học sinh, nhưng lại hung hăng đánh thầy giáo thương tích. Ngày 3 tháng Giêng, tin từ đội cảnh sát điều tra tội phạm về vân vân. Liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 7 tháng 12 2013, thầy giáo Trần Văn Châu và một bảo vệ phát hiện có nhóm thanh niên vào trường tìm đánh một học sinh nên can ngăn. Nhóm trên hung hăng xông vào các căn phòng của trường đánh tới tấp thầy Châu và bảo vệ, làm thầy Châu bị thương tích ở đầu, bàn tay phải nhập viện, tổn hại sức khỏe 5%. Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng của điều tra làm rõ xác định 8 đối tượng liên quan gồm có nguyên nhân là do Hồ Vũ Ái My mới tuổi từ 15 cho đến 19, khoảng 15 tuổi, mâu thuẫn với một học sinh cùng trường đã gọi Hồ Thị Mập và đồng bọn đến trường để giải quyết mâu thuẫn. Ai ngờ các tiểu yêu hung hăng côn đồ đánh cả thầy giáo. Như vậy là đến không phải là nữ sinh mà là nữ tặc. Ở đâu? Dạ vâng, ở Huế, Thừa Thiên. Ấy, con gái Huế là phải dịu dàng lắm chứ, yeah. Nổi tiếng lắm. Dạ vâng. Đức thần kinh thương nhớ, mà thần kinh giờ này chắc cũng bị đức thần kinh rồi. Trường Nguyễn Thị Minh Khai ạ. Oh, hay. Cái nếu như mà nữ sinh Đồng Khánh thì chắc là không sao ha. Nhưng mà tại vì con Nguyễn Thị Minh Khai có máu cách mạng đúng không? Mình tưởng là ở Việt Nam thì làm nghề thầy giáo là một cái nghề được mọi người trọng vọng, phải không ạ? Và dù sao đi nữa nó cũng thiệt thòi nhiều vấn đề vật chất, tại vì thường người ta liên tưởng tới làm nghề giáo là nghèo lắm. Dạ vâng. Làm nghề giáo mình được yên thân rồi, không ngờ mà trường nữ nữa, chắc trường nữ sinh nữa. Mà mới có cấp 2 thôi. Mà... mà nữ, cái này là nữ tặc thì mới sinh. Không biết lớn rồi làm cái cũng gì. Cũng còn được yên nữa thưa quý vị. Không biết là đạo đức xã hội chủ nghĩa nó như thế nào. Rồi những cái môn mà đạo đức xã hội chủ nghĩa hay là vào đoàn, vào đảng hay là vào cái gì thiếu nhi Bác Hồ, thiếu niên Bác Hồ, thiếu nhi nước cái làm sao anh? Khăn quảng đỏ là làm sao? Tiền phong. Ủa cái dạy từ bé mà phải không ạ? 4-5 tuổi đã dạy rồi phải không ạ? Không biết nó đi đâu. Nhưng mà vào đoàn thì thường thường là thanh niên Việt Nam cho biết là vào đoàn chỉ để đóng đoàn phí thôi. Oh. Đoàn là cánh tay nối dài của đảng. Mà quý vị thấy đảng toàn là hại dân hại nước, không thì là cánh tay nó nối dài chừng nào, hại dân hại nước nhiều chừng đó, hại sớm chừng nào, sớm chừng đó. Thưa quý vị, về cái chuyện mà xảy ra ở bên Bắc Triều Tiên đó, thì cái ông mà Chen Song Thep là chú dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong Il đó, ông thì đã bị xử tử. Và chúng tôi xem trên Yahoo, nguồn tin Yahoo cho biết là bị xử tử cách rất là tàn bạo, dã man, tức là ông và 5 người thuộc nhóm của ông bị lột trần truồng, ném vào trong chuồng chó 120 con mà chó này đã bỏ đói tới mấy ngày rồi. Thì trên Yahoo đó người ta có để là cái tin này, thì người ta để cái chữ tiếng Anh là unconfirmed, tức là nó chưa có chắc chắn lắm. Nhưng mà có những nguồn khác biết là cái tin này từ báo chí của Trung Cộng. Thực sự ngày hôm qua chúng tôi có đọc trên báo Đất Việt, thì họ có trang báo, không biết chúng tôi có in ra ở đây không, có nói là cái tin này do một tờ báo ở Trung Quốc đăng trước, sau đó một tờ báo ở Singapore là tờ Straits Times họ đăng lại, và ngày hôm nay đó, tức là ngày thứ sáu chương trình này thì nó mới lên những cái trang mạng Yahoo vân vân. Nhưng mà báo ở trong Việt Nam nó nói rất là rõ là báo Trung Quốc đăng cái tin này đầu tiên, cho nên chưa có ai có thể kiểm chứng được cái tin này. Nhưng mà nếu mà báo Trung Quốc mà đăng tin về Triều Tiên là Bắc Hàn, hay chúng tôi thì nghĩ rằng nó phải có sự thật ở trong đó, nó phải có người ta có thể tin được căn cứ gì vậy. Rồi thì mình, thế thì cái ông mà đại sứ của Việt Nam ở Bắc Hàn, ông nói điều gì? Thưa quý vị, thì dĩ nhiên là báo trong nước không đăng, nhưng mà đây là trên BBC Việt, tiết mục đọc báo vẹm, thì quý vị sẽ có số quý vị sẽ thắc mắc tại sao lại đọc BBC tiếng Việt, bởi vì trong BBC tiếng Việt đó người ta có thâu luôn cái buổi phỏng vấn, có âm thanh luôn, người ta mới ghi cái lời lại. Thì đây là lời của một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà đang làm đại sứ bên Bắc Hàn. Thì ông này cái tình hình nó như vậy, ông nói rất là thoải mái. Nếu sau này có xử lý một nhân vật nào đó thì cũng là chuyện bình thường thôi. Ông này tên là ông Lê Quảng Ba. Rồi ông nói là tôi thấy mọi việc á bình thường. Sáng nay tôi cũng có hoạt động Triều Tiên, họ mời lãnh đạo đoàn ngoại giao đi viếng cung thấy Dương Cẩm Tú Sơn, tức là chỗ lăng của hai vị Kim Nhật Thành và Kim Jong Il. Đầu năm mới họ thường tổ chức các cuộc đi viếng như vậy. Tôi thấy bên ngoài đường phố cũng và người dân thì lúc nào cũng vui vẻ, xã hội bình thường. Mọi người đang tấp nập trên đường đi viếng các cố lãnh đạo và tham gia các hoạt động ngày đầu năm mới. Rồi ông thấy là cái việc thanh trừng thì không gây ra những xáo trộn về cuộc sống xã hội mà có thể nhìn thấy trên đường phố Bình Nhưỡng. Rồi ông cũng nói là cái việc xử lý nội bộ này là đáp ứng tình cảm và mong muốn của đa số người dân Triều Tiên, tức là xử lý dứt khoát những trường hợp lãnh đạo có tội lỗi.
Tình cảm người dân đối với Kim Jong-un không có gì thay đổi và họ vẫn tiếp tục dành sự tin tưởng yêu mến đối với ông. Những vấn đề nội bộ Triều Tiên cũng có quá trình của nó. Và ông nói là cái việc quan trọng như vậy là quyết định của một lãnh đạo, xin lỗi quý vị, của một tập thể lãnh đạo chứ không phải của riêng một người. Và đối với ông là cái chuyện này nó bình thường lắm. Và ông Kim là người có khả năng giữ vững quyền lãnh đạo và tình hình ổn định của đất nước. Thưa quý vị, khi mà đã có nguồn tin từ Trung Quốc thì biết là ông này xử tử người chú dưỡng một cách rất là dã man, còn hơn là cái thời Trung Cổ nữa. Mà cái ông đại sứ này thì ông bảo là bình yên, vui vẻ. Thưa quý vị, nếu bây giờ một người bình thường và đây là ý nguyện của toàn dân, đây là toàn dân. Quý vị thấy tình hình giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, quý vị thấy rõ ràng. Ông này cũng làm đại sứ rồi, tôi không biết qua ông làm cái gì nữa. Ông nói là cái chuyện là khi mà nghe lời của ông nói thì chúng ta thấy là Bắc Hàn như một đất nước là bình, rất là thanh bình, thanh bình, không có và, gì cả. Và người dân được hưởng tất cả mọi, nghĩa là mọi những cái tốt đẹp của con người, phải không ạ? Quý vị phải biết rằng là cái chế độ này nó tàn bạo và người dân á, người ta bị kìm kẹp tới cái mức rất là khủng khiếp. Dĩ nhiên là không ai dám biểu lộ một cái sự phản đối nào cả. Mà ông đi làm BBC tiếng Việt phỏng vấn, ông nói thoải mái y như là ông đang đi du lịch. Khi làm đại sứ như thế thì cũng dễ nè. Dạ, vâng. Đường lưỡi bò trong sách giáo khoa, đây là báo Đất Việt. Sau khi nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lên tiếng cho rằng đối với việc một số trường trung học cơ sở đang sử dụng phần mềm tin học có in hình ảnh đường lưỡi bò, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bộ Giáo dục Đào tạo đã từ chối trả lời thêm về vấn đề này. Tức là bên nhà xuất bản á, Giáo dục Việt Nam á, thì nói rằng là bên Bộ Giáo dục Đào tạo phải chịu trách nhiệm về trường hợp này. Mà Bộ Giáo dục Đào tạo á, thì đã từ chối trả lời thêm về vấn đề này, tức là không có nhận là mình có trách nhiệm vấn đề này. Thì theo anh Hoàng Tuấn, cái chuyện mà đưa phần mềm có chữ lưỡi bò vào trong nhà trường Việt Nam thì cái lỗi đó là lỗi của ai? Của nhà xuất bản hay là của Bộ Giáo dục, theo cái nhận định của anh? Thì tôi nghĩ là đây là cái trách nhiệm ai cũng phải chịu trách nhiệm cả. Bên xuất bản cũng phải chịu trách nhiệm, bên Bộ Giáo dục cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà anh khéo lo, hôm trước ông Kim đã bảo rồi. Sao vậy? Không ai để ý đâu. Báo chí thì cứ làm lớn chuyện thôi. Nên quan điểm mà chúng tôi phải thừa nhận điều báo chí Việt Nam hay làm lớn chuyện lắm. Ví dụ cái chuyện là xử lý vợ chồng người Trung Quốc mang bản đồ đường lưỡi bò vào Việt Nam. Tức là chiều ngày 3 tháng 1 thì ở Đà Nẵng đó, người ta thấy có một chiếc xe bên Trung Cộng chạy qua, là đây là du khách của bên Trung Cộng qua đó, trên đó có bản đồ và có mang bản đồ đường lưỡi bò nữa, thì bắt và xử lý và quyết định rằng là phải đưa hai người này về nước. Thì đúng theo cái lời của cái ông cán bộ hôm trước, ông bảo rằng là báo chí hay làm những lớn chuyện thôi, chứ cái đường lưỡi bò nó bình thường. Đối với Việt Nam bây giờ người ta cũng cái chuyện mà lừa, mấy nhất là mấy ông cán bộ hay đi nhậu đó, thì lưỡi bò hay là lưỡi heo hay là lưỡi trâu hay là lưỡi lưỡi này lưỡi kia thì món nào cũng làm pha lâu được cả. Chứ cái chuyện đó không phải là cái chuyện lớn. Nếu mà có phải làm lớn.